Rồi chào anh em nha. Bữa nay mình lên mấy đoạn clip của Mồi Bé An 69 qua thời gian bị sự cố mèo dồ. Giờ em nó đã hồi phục hoàn toàn hẳn. Và mình lên hai đoạn video của em nó đã hồi phục lại. Và để một tin đó là điều tin vui và đáng mừng của mình. Mình muốn đăng lên đây để cho anh em chia sẻ cái sự hồi phục của chiến tướng bé An 69 cùng với mình và xem vui như một xem vui hai đoạn clip của chiến tướng bé An 69 đã hồi phục và sức trận mà vì do bổi nó không đầy đủ tố chất rồi nên mình không có cắm giò mình bắt nha, chỉ cho mồi đấu xem vui để thử sức coi coi mồi nó được hồi phục bao nhiêu phần trăm thôi, chứ còn đối với bổi thì bổi nó chơi yếu quá rồi nó không có được cái đầy đủ cái tố chất rồi nên mình không có bắt bổi nha, cắm giò bắt bổi nha anh em. Rồi mời anh em vào xem một đoạn hai đoạn clip của chiến tướng bé An 69 đã qua sự cố hồi phục và đã ra ra trận lấy lại phong độ như xưa. Rồi đây là điều vui của mình nên mình muốn đăng lên đây để cho anh em cùng chiêm ngưỡng sự vui của mình. Rồi mời anh em vào xem đoạn clip của chiến tướng bé An đã ra trận hồi phục lại như xưa, nhưng mà về vấn đề bổi nó không có được đầy đủ tố chất rồi nên mình không có bắt nha anh em. Rồi mời anh em vào xem clip giải trí vui nha anh em. Thank you.
Không anh, nó mới bay đi, hai con mà nó bay đi.